Chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Surprise Writer. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn xem video của mình thì xin chào, mình tên là Trinh Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ở trong video ngày hôm nay, nhân dịp tháng 9 khai trường thì mình muốn làm một video nói tới 5 bước mà mình tự rút ra được trong quá trình mình học cho bản thân mình và trong quá trình mình đi giảng dạy tất cả các bậc học từ bậc phổ thông đến tận cao học ở cả Mỹ và Việt Nam. Trước khi mà bạn chạy vào cái cuồng quay à, điểm số rồi kỳ thi rồi là áp lực á, thì mình hãy chịu khó lùi lại một bước và mình nghĩ rằng là mình đang học cho ai, mình có học cho mình hay không và làm như thế nào để mình đặt cái tiêu chí mình học cho mình được lên trước nhất. Thì ở trong một cái video trước ở trên kênh của mình thì mình có chia sẻ rằng là khi mình chuyển cái tư duy từ học vì điểm số sang học cho mình ấy, thì nó là cái điểm mấu chốt đưa cho mình đến được đạt 4.0 trên 4.0, tức là điểm tuyệt đối bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ. Từ cái thời điểm mà mình quyết định là mình sẽ học cho mình học không vì ai hết, mình không học vì điểm số, mình cũng không học vì cái lời khen, cái sự chú ý của người khác dành cho mình ấy, thì mình mới bắt đầu học tốt lên. Và mình học với cái niềm vui, cái sự phấn khởi, và mình thực sự là nó thoải mái, nó thực tự do ấy, nó không bị gò bó như trước đây nữa. Và chính cái thời gian đấy thì mình mới thấy là cái điểm số của mình tăng lên, và tự nhiên cái sự chú ý, cái sự quan tâm của giáo sư cũng như là những lời khen nó cũng đến một cách tự nhiên hơn. Bước thứ hai, lên thời khóa biểu cho cả một kỳ học. Có lẽ nói bây giờ thì có vẻ là rất là lo xa, nhưng mà để giảm cái áp lực, cái sự căng thẳng khi mà cận kề đến cái đợt thi cuối kỳ hay kiểm tra giữa kỳ ấy, thì mình khuyên các bạn nên lập một cái thời khóa biểu có tất cả những cái lịch học, lịch làm việc, lịch thi, lịch cá nhân ngay từ ban đầu. Đối với những cái lịch điện tử như là Google Calendar thì ngoài việc ghi chú hạn nộp bài, mình còn để thêm lời nhắc việc một tuần và 3 ngày trước hạn nộp để chắc chắn là mình có thời gian để hoàn thành công việc. Đối với những đầu việc thường xuyên như bài tập về nhà, sách báo nghiên cứu cần đọc trước giờ học thì mình còn tự tạo ra thời hạn riêng cho mình ở trong Google Calendar để nhắc việc thường xuyên. Bước thứ ba, nắm chắc các phương pháp học tốt. Có những phương pháp học tốt ngay từ ban đầu đã giúp cho mình rất là nhiều trong quá trình mình học cả một học kỳ, cả một năm học tiếp theo, bởi vì mình biết là mình đang đi đúng hướng, đi theo cái hướng mà mình học ít thời gian nhưng mà hiệu quả, mình học hiểu nhanh, nhớ được lâu và có tính ứng dụng cao trong bài kiểm tra này, trong quá trình mình ứng dụng vào đời sống hàng ngày này, trong quá trình mình làm việc này. Tức cái quá trình học làm sao đấy nó phải có cái phương pháp để mình học không bị lãng phí. Thì nếu mà các bạn đang băn khoăn tìm hiểu một cái nguồn nào đấy mà tổng hợp rất nhiều cái phương pháp và chiến lược học tốt á, thì mình có gợi ý một cuốn sách của Nhật có tên là Làm sao học ít nhiều nhiều. Đó. Thì cái cuốn sách này nói lên những cái chiến lược và phương pháp để cho mình học một cách có ứng dụng, học một cách không lãng phí. Cái phong cách viết của tác giả cũng khá là dễ hiểu, và mình nghĩ là cái cuốn này sẽ phù hợp với các bạn. Dù các bạn là bậc phổ thông, bậc đại học hay bậc cao học thì mình thấy cuốn này rất là giá trị. Ngoài ra trên kênh YouTube Surprise Writer thì mình đã có rất nhiều video giới thiệu các phương pháp mà mình tự đúc kết được và cả mình tự phát triển được trong quá trình mình nghiên cứu về giáo dục. Ví dụ như là phương pháp Active Recall hay còn gọi là chủ động ngợi nhớ, hay là phương pháp Spaced Repetition hay còn gọi là lặp lại cách quãng. Active Recall hay còn gọi là chủ động gợi nhớ có nghĩa là trong quá trình ôn tập ấy, thì mình sẽ chủ động vận động não bộ của mình để nhớ bài giảng, nhớ cái kiến thức của mình bằng cách sử dụng flashcard, bằng cách đặt ra câu hỏi thay vì chỉ tập trung vào câu trả lời, bằng cách nhẩm thành lời thay vì chỉ nhẩm thầm, hoặc là mình sẽ tưởng tượng, liên tưởng trong đầu của mình. Spaced Repetition hay còn gọi là lặp lại cách quãng là phương pháp dựa vào đường cong lãng quên, có nghĩa là khi bạn mới bắt đầu học một kiến thức nào đấy thì mình sẽ nhớ rất là nhiều, và qua thời gian thì cái kiến thức nó sẽ rơi rụng, mình sẽ quên nhiều hơn. Đó, thì mình sẽ dựa vào cái thời điểm mà mình hay quên nhất ấy, thì mình sẽ học gối đầu, mình ôn lại thì mình sẽ tiếp tục nhớ cái kiến thức đấy được lâu hơn. Nhiều bạn cũng rất thích phương pháp plug in, tức là cài cắm, mà mình giới thiệu như một cách để có thể ứng dụng cái quá trình đọc tài liệu vào quá trình viết bài luận. Ví dụ như khi bạn đang đọc một tài liệu nào đó thì mình hãy mở ra một cái tab ở trên máy tính, hay là mình viết ra một tờ giấy cái outline của cái bài thi hoặc là cái outline của cái bài luận của mình. Sau đó mình sử dụng một phương pháp mình gọi là plugin, có nghĩa là dưới mỗi một cái ý chính thì mình sẽ gắn vào đó cái ví dụ ở trong sách hoặc là một cái ý tưởng nào đó ở cái trang sách nhất định mà mình vừa đọc. Bằng cách mình cứ thêm vào nội dung thuộc về cái dàn ý này ấy, thì chẳng mấy chốc mình sẽ có một cái bài hoàn chỉnh rất là dễ dàng. Bước thứ tư, hệ thống hóa kiến thức. Ngay từ đầu năm học, mình khuyên các bạn dành ra
khoảng nửa ngày đến một ngày để tìm xem cái phương pháp nào mình nên sử dụng để hệ thống hóa kiến thức của mình ngay từ ban đầu. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ví dụ bạn quyết định là tài liệu học này thì mình sẽ để ở đâu, mình sẽ ghi chép như thế nào, những cái trang ghi chép của mình thì mình sẽ tổng hợp như thế nào. Mình càng cẩn thận, mình càng gọn gàng, càng ngăn nắp, càng có tính hệ thống ngay từ ban đầu thì những cái công việc học của mình về sau nó càng dễ dàng hơn. Thông thường mình quan sát trong quá trình mình dạy học hay là quá trình mình tự học ấy, thì có hai hệ thống mà các bạn thường sử dụng. Hệ thống thứ nhất là hệ thống truyền thống, đấy là ghi chép bằng vở và bút. Mình chỉ ghi chép tất cả các môn học vào cùng một cuốn sổ duy nhất. Có một số lợi ích của việc này. Thứ nhất là mình không phải mang theo nhiều tập vở, rất là dễ quên. Thứ hai là khi mình ghi chép vào cùng một cuốn sổ thì môn nọ có thể bổ sung cho môn kia dễ dàng, kiến thức được áp dụng chéo vào nhau trong khi mình đang học. Thứ ba là với một cuốn sổ duy nhất thì mình học rất tiện, học lúc nào cũng được và mang đi rất dễ dàng. Thứ hai là cái hệ thống sử dụng điện tử. Ví dụ như là mình làm online hoặc là làm ở trên máy tính của mình chẳng hạn, thì mình khuyên sử dụng một ứng dụng rất thông minh có tên là Notion. Đây là một ứng dụng mà all in one, tức là tất cả trong một và gần như là miễn phí, và đặc biệt là miễn phí cho các bạn học sinh sinh viên có địa chỉ email với đuôi .edu. Mình đã có hẳn một video hướng dẫn cách sử dụng Notion. Mà riêng với cái chủ đề học tập và xây dựng hệ thống trong năm học ạ, thì mình muốn nhắc lại cho các bạn một số cái ứng dụng của Notion cho việc học. Thứ nhất là trên Notion có rất nhiều template hay cho việc xây dựng một lớp học. Template thì riêng cái phần dành cho student, là dành cho học sinh ấy, nó có rất rất nhiều template hay. Ví dụ cái gọi là class notes này, nó có rất là nhiều cái template cho những cái môn học. Ví dụ như bạn có thể sử dụng cái template này để ghi chú những cái tên môn học này, thể loại này, rồi mình có thể gắn những cái tài liệu học nữa vào, cũng như là cái thời gian mà mình ghi chép bài giảng. Ngoài ra còn rất nhiều template khác nữa dành cho các bạn học sinh sinh viên, ví dụ như là template về việc đọc chẳng hạn. Đó. Là template dành cho những bạn nào đang viết thesis, tức là viết bài luận. Để ghi lại những cái nội dung, những cái topic mà bạn đang tìm kiếm này, hay là những cái nguồn tài liệu bạn đang tham khảo, hay là những cái timeline, deadline bạn cần phải làm để hoàn thành cái thesis của mình. Cái thứ hai là Notion cực kỳ tiện ích nếu các bạn học online. Thì bạn có thể chia đôi màn hình. Một màn hình bạn để phần bài giảng của giáo viên, một màn hình bạn để Notion. Thì như vậy thì mình có thể vừa xem được bài giảng của giảng viên, lại vừa có thể ghi chép được song song, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nếu các bạn có phải chuyển qua màn hình, chuyển đi chuyển lại nó rất là khó. Trong trường hợp ví dụ bạn ghi online thì bạn chỉ cần chụp hình lại cái màn hình của giảng viên chẳng hạn, và bạn chỉ cần để cái phần chụp hình screenshot đấy vào trong Notion là nó đã có cái nội dung của bạn rồi. Ngay cả ví dụ như là thầy cô giáo yêu cầu bạn làm bài tập chẳng hạn, thì bạn cũng có thể làm bài tập ngay trên Notion. Hoặc là ví dụ như bạn cần phải viết những công thức phức tạp mà Notion khá là khó để bạn có thể đánh máy, thì bạn không quen á, thì bạn cũng có thể làm ở trên giấy và chụp hình lại, và sau đó đưa cái hình đấy lên trên Notion. Như vậy bạn vừa kết hợp làm trên giấy, bạn lại vừa có thể lưu lại cái bài tập của mình ở trên Notion. Như vậy khi bạn ôn bài thì bạn chỉ cần xem một cái trang của Notion thôi, chứ bạn không cần phải xem lại trên vừa vở lại vừa Notion nữa. Thì mình thấy là nó rất là tiện. Nếu các bạn muốn thử sử dụng Notion thì có thể click cái đường link ở phía dưới video, và mình cũng sẽ list tất cả những cái video mà mình hướng dẫn cách xây dựng trang Notion và ứng dụng Notion trong quá trình học như thế nào. Bước 5, học với mục đích cho tương lai. Với rất nhiều bạn, mình nghĩ là đa số các bạn học sinh ở Việt Nam ấy, thì mình đi học là cái mục đích là mình học được kiến thức rồi mình có điểm số tốt. Cái điểm số tốt rồi là mình thi được tốt, rồi mình lấy cái điểm đấy mình nộp đi học chuyển cấp được tốt này, rồi mình đi thi chuẩn hóa tốt này, rồi là mình vào được trường đại học tốt này, gọi là top đầu này. Thế nhưng mà nếu mà mình cứ học theo cái tư duy điểm số và thi cử như vậy á, thì mình e rằng bạn sẽ lâm vào tình trạng của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày nay, tức là không biết mình muốn gì, không biết mình giỏi cái gì, không biết mình làm được cái điều gì. Ở trường, ở lớp thì mình rất là giỏi môn nào đấy thì mình rất là giỏi, mình thế mạnh của mình môn văn này, môn toán này, môn anh, môn lý này. Thế nhưng mà cái sự kết nối với việc cái môn học đấy với cái ngành nghề cụ thể ấy, thì nó không rõ ràng. Bởi vì có rất nhiều thứ, ví dụ như mình học giỏi văn thì nó liên quan đến rất nhiều ngành khác nhau mà có thể sử dụng cái kiến thức văn học của mình hay là kỹ năng viết lách của mình chẳng hạn. Thế nên rằng là khi mình không có cái sự kết nối giữa việc học ấy và cái tương lai của mình ấy, thì cái quá trình học ấy nó sẽ rất là mất ý nghĩa.
nó mất động lực và nó khiến cho mình, dù mình có học giỏi, mình vẫn cảm thấy mình mông lung giữa cuộc đời. Do vậy là để tránh cái trường hợp này ấy, thì mình khuyên các bạn là khi mà cái kỳ học mới bắt đầu ấy, lúc mà mình còn rất là fresh, mình còn rất là mới, mình còn có cái tư tưởng mà muốn nghĩ dài hơn cho một năm học tới, mình muốn xây cái plan, cái kế hoạch của mình tốt hơn ấy, thì các bạn nên suy nghĩ rằng là mình học để làm gì cho tương lai sau này. Nếu các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu để nghĩ về nghề nghiệp ấy, thì mình có một bộ sách mà mình rất là recommend. Đấy là bộ Người trong buôn nghề của Spider Room. Và cái bộ này thì các bạn ấy đã cất công gửi sang cho mình ở Mỹ để mình review, mình đọc. Và mình thấy rất là thích, và mình đã từng review ở trên trang The Present Writer ít nhất là 2 lần. Thì đây là một bộ sách mà mình nghĩ rằng là nó rất là có giá trị cho các bạn học sinh cấp 3 và đại học, và kể cả những bạn mà đã đi làm rồi, mới đi làm và vẫn chưa chắc là con đường sự nghiệp của mình nó phù hợp với mình. Thì cái bộ sách này ban đầu là bắt đầu từ cuốn Người trong buôn nghề, thì nói về tổng hợp rất nhiều nghề. Sau đó thì mình có nhận được cuốn Ngành kinh tế có gì, nói về ngành kinh tế. Và gần đây thì phát triển thêm những cái ngành nghề khác, ví dụ như là ngành xã hội và nhân văn này, rồi ngành sáng tạo nghệ thuật này. Đó. Và có cả ngành IT nữa. Và mình tin rằng là tương lai cái bộ sách này sẽ còn dày hơn nữa. Thì mình rất là recommend bộ sách này. Ngoài ra thì trong 3 tháng tới đây, ở trên kênh podcast của The Present Writer, mình đang xây dựng một cái mùa riêng về chủ đề sự nghiệp. Tức là mình nói với các bạn là cái cách làm sao để xác định công việc phù hợp với mình này, làm sao để có thể cạnh tranh được, tìm một công việc trong một thế giới bất công, hay là cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mình đi xin việc ở Việt Nam, khi mình đi làm việc ở Mỹ như thế nào này, rồi là những cái bài học mình học được trong cái quá trình mà mình tìm hiểu bản thân, mình tìm xem điều gì mình thích, mình xây dựng cái công việc, cái sự nghiệp của mình. Thì nếu mà các bạn muốn để có thể bắt đầu cái tư duy là mình đi học để mình nghĩ cho tương lai xa của mình, thì mình khuyên các bạn nên tìm hiểu những cái cuốn sách mà mình giới thiệu và theo dõi kênh podcast của The Present Writer để các bạn có thêm được cái nguồn tài nguyên để mình đưa ra cái lựa chọn chính xác hơn, sáng suốt hơn, để cái việc học của mình nó có cái tương lai rõ ràng ngay từ khi mình còn ở trong ghế nhà trường. Cũng với cái tinh thần học ứng dụng ở trên kênh của mình, thì mình rất là mong các bạn có thể comment phía dưới 3 điều gì thú vị bạn học được thông qua cái video này, 2 điều gì bạn cần làm ngay và 1 điều gì bạn cần phải bỏ ngay. Chúc các bạn một năm học mới thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!